Chương trình này được bảo trợ bởi tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Lone Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Và đây là một câu chuyện tiếp theo. Như quý vị cũng biết, tại Syria thì cái trại ở đó, cái khu tị nạn và cái cuộc sống về chính trị và chiến tranh rất là nhiều. Thì đây có một người tị nạn tại Syria, là anh ta đã có một người anh đã bị giết. Và bây giờ anh ta đi lên trên mạng để đòi công lý. Nhưng mà cái công việc này nó rất là hy hữu, thưa quý vị, là từ vì những cái người này, cái đội này là cái người giết người mà đi cái quân đội, mà được là quân đội tư mà đi đánh thuê cho người Nga mà thôi, và là bị những cái người lớn giết. Thì một cái câu chuyện như thế này, và anh ta đã lên trên mạng và CNN đã ghi lại cái câu chuyện này, cái cuộc đối thoại cuối cùng của Mohammad, tức là anh trai của người đàn ông tên là Abdullah, đã bị giam giữ tại Syria. Và sau khi làm việc ở Lebanon vào tháng 8, anh ta nói rằng anh ta bị đưa đến Damascus buộc phải tham gia quân đội, nhưng mà anh ta lên kế hoạch để mà đào ngũ. 10 ngày sau, Mohammad gọi điện nói rằng anh ta sẽ gửi đến hôm vào ngày hôm sau, và anh ta sẽ nói với gia đình là anh ta sẽ trốn thoát vào đêm đó. Và đó là cái cuộc gọi cuối cùng mà anh ấy đã gọi về cho gia đình. Mà trong cái cuộc gọi cuối cùng, anh ta đã gửi lời giống như là nhắn nhủ và nói gia đình hãy chăm sóc vợ anh ta và chăm sóc gia đình. Và Mohammad cũng chưa bao giờ gặp con gái út của mình, thật là tội nghiệp, thưa quý vị. Và cuộc nội chiến ở Syria đã hoành hành rất là nhiều, cái đường internet và điện thoại ở những cái ngôi làng hẻo lánh của họ rất là khó để mà tìm ra, và cũng rất là khó để mà kết nối. Và tới nhiều tháng sau thì có một người bạn ở một cái thị trấn bên cạnh chạy tới gửi cho anh trai, cho Abdullah một cái video và nói dưới đây giống như có người anh của mình, của mày quá, xem cái cuốn băng này đi. Thì anh ta xem cái cuốn băng video và anh ta thấy cái giọng nói nè, ngoại hình của anh ấy y chang là người anh của mình, đúng là người anh của mình. Và anh ấy đang bị tra tấn của những người lính, mà người lính đó không phải là của Syria, thưa quý vị. Và Abdullah nói với không hề nói cái chuyện này cho thành viên trong gia đình và vợ của anh ta. Tự vì khi mà tra tấn vậy thì anh ta vẫn hy vọng là anh trai của anh ta còn sống. Nhưng cách đó một vài tháng sau nữa thì lại có một cái đoạn băng video. Và cái đoạn băng video này lại đưa cho người anh trai coi và cho cả gia đình điều qua anh ta bị cắt cổ ngay tại trong cái cuốn băng video đó. Và cái người đó, mà những cái người này không phải là người lính, thưa quý vị. Và đây là một, thì khi mà phát hiện ra thì những người này ở trong một cái group gọi là Warner Group, là một cái group được gọi là PMC Warner, là trong một tổ chức bán quân sự của Nga. Và một số người nó mô tả như là một cái quân sự tư nhân của Nga như vậy, thưa quý vị. Và Tổng thống Putin đã từ chối cái công việc này. Và anh ta hiện tại, anh ta nói rằng gia đình anh ta quay cái cuốn băng video đó, một cái người anh trai ở bên đó bị điên luôn, là nhìn cái cuốn băng đó bây giờ anh ta bị tâm thần luôn. Và cha mẹ thì rất là buồn, đi kiếm người con trai nhưng mà cũng không ra, thưa quý vị. Và hiện tại tòa án hình sự quốc tế nó không được phán xử ở Syria vì quốc gia này không có ký kết với là quy chế của Rome, mà họ phải đi đến Europe, tới là đến cái hình sự của châu Âu. Thì tới hiện nay người ta vẫn không có động tĩnh về cái vụ án này cả, và cái cuộc điều tra vẫn chưa được xảy ra. Và có một cái trường hợp tương tự vào năm 2019 là cũng bị hủy bỏ luôn và không có ai điều tra này hết. Thì anh ta lên mạng để cầu cứu và kêu gọi công lý cho người anh của mình. Cái câu chuyện rất chưa là cái tội. Gì mà chúng ta thấy rằng tàn nhẫn cho bằng, mà chúng ta xem một cái video mà chứng kiến mà người nhà chúng ta mà bị giết như vậy, chúng cắt ta cổ luôn rất vậy. Là đau đớn. Và khi mà chúng ta đang ở một cái đất nước đang nó đang rất là hòa bình và chúng ta đang sống một cái môi trường rất là tốt, thì khi mà những cái đất nước mà đang nằm trong cuộc nội chiến, trong cái chiến tranh, hoặc là bởi những cái thế lực khác mà chiến đấu với nhau để mà vì cái mục đích chính trị, thì cái người tội nhất là những người lính, và người tội nghiệp hơn cả luôn là những người dân. Thành ra là cứ mỗi một cái thông tin mà Như Huyền và Lê Thái gửi đến quý vị, cũng như là trong cái chương trình bản tin tổng hợp, cũng như là Thật sự thế giới, mà chúng tôi vẫn hay thường gửi đến quý vị những cái thông tin về những cái cuộc chiến này nọ ở những cái nước, đất nước Trung Đông, hay là những cái phiến quân nhà nước Hồi giáo, thì chúng ta thấy rằng trong những cái cuộc chiến đó, cái người tội hơn hết là những cái trẻ em
phụ nữ và những cái người dân, tại vì người ta bị ảnh hưởng nặng nề bởi trực tiếp đến cuộc chiến. Thật ra chúng ta cũng góp một cái lời cầu nguyện đến cho những cái người dân ở những cái xứ sở đó. Và cảm ơn chị Huy đã đưa đến một cái thông tin trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trong đại dịch vừa qua thì chúng ta biết là rất là nhiều người là người ta làm việc ở nhà, và ngay chị Như Huy cũng như là một số người bạn, người quen của Lê Thái, người nhà Lê Thái cũng làm việc ở nhà rất là nhiều trong cái thời gian qua. Khi mà chúng ta trở lại office thì một số người người ta rất là hứng khởi khi người ta trở lại office. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều người người ta không muốn trở lại cái chỗ công việc công sở của người ta, cái chỗ mà công ty người ta. Người ta ở nhà người ta làm việc khỏe hơn. Và một số người người ta nhận định rằng là không phải lý do người ta lười đi làm, nhưng mà thật sự là do là người ta muốn làm việc ở nhà bởi vì người ta thấy rất là tiện cho người ta trong cái công việc, hiệu quả. Và kính thưa quý vị, hơn 60% phụ nữ và 52% đàn ông đã bỏ việc và xin phép làm việc từ xa, không giống như trong cái thời gian mà xảy ra dịch bệnh, thưa quý vị. Và đến ngày hôm nay, cái số người đó người ta có một cái số lý do hợp lý và khiến cho nhiều người người ta muốn ở nhà và không muốn quay trở lại làm việc ở cơ quan. Họ cảm thấy là mình làm việc hiệu quả hơn và tiết kiệm được cái nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên thì với một số người thì lý do thích làm việc từ xa lại mang tính cá nhân và nó khó có thể mà chia sẻ hơn. Giống như là những cái ví dụ ở dưới đây Lê Thái đưa cho quý vị. Một số người thì người ta cần ngủ vào ban ngày. Giống như cái một cái cô trong đây, cô tên là Linh, cô nói rằng là từ năm 2013 thì do cái tai nạn chấn thương cuộc sống, cô phải đối mặt với cái chứng rối loạn giấc ngủ và cô thường xuyên mệt mỏi vào ban ngày và đặc biệt là sau bữa trưa. Và cô nói là thậm chí là trong cái lúc họp cô không biết là cái người họp người ta nói gì và trong cuộc họp người ta thông báo về cái gì cả. Và cô có nói với sếp về những cái vấn đề đó và cô rơi vào cái cảm giác trầm cảm và bị rụng tóc. Đến lúc mà cô được làm việc ở nhà thì cô lại điều chỉnh được cái lịch trình của mình và cô có thể chợp mắt vào buổi trưa. Và đôi lúc có những lúc cần thiết là cô có thể cô lại ngủ được buổi tối và cái hiệu quả công việc của cô nó lại tiến triển lên bất ngờ và được sếp khen nữa. Thành ra cô bây giờ thì hiện nay thì cô lại muốn làm việc ở nhà, cô không muốn trở về công ty. Đó là cái chia sẻ của cô. Cũng như là một số người, kính thưa quý vị, người ta mất quá nhiều cái thời gian đi lại. Giống như là anh Melvin Gonzalez, là anh rất cũng trở thành một cái người rất là khó xử khi mà anh đã di chuyển hàng ngày. Mỗi ngày anh phải di chuyển 2 giờ đồng hồ đến cái chỗ làm của mình. Và trung bình một tiếng là anh phải dành đến 20 tiếng đồng hồ để anh đi làm. Và từ khi mà cái công việc mà làm việc tại ở nhà, làm việc từ xa đó, anh có thể anh dành thời gian anh dành cho gia đình, anh dành thời gian anh đi gym, anh đi thể thao, anh chơi với vợ con. Thành ra anh lại thích làm việc ở nhà hơn là anh quay trở lại sở làm. Và một số người thì người ta lại làm ở một cái số nhà hàng cao cấp ở Philadelphia. Người ta vật lộn với cái chứng nghiện rượu. Tại vì khi người ta làm việc đó, người ta cái môi trường người ta tiếp xúc rất là nhiều với rượu. Và khi người ta được làm ở nhà, người ta cũng kinh doanh về rượu, cũng làm về những cái vấn đề liên quan đến rượu đó, nhưng mà người ta không phải nếm, không phải thử rượu. Và người ta không bị nghiện rượu. Thì người ta nói bây giờ cái chứng nghiện rượu của tôi dường như là một năm qua nó hoàn toàn là mất hẳn luôn. Và tôi giống như là trở lại một cái người bình thường, và tôi giống như một người đã cai rượu thành công vậy. Và tôi rất là sợ khi mà tái nghiện trở lại nếu như mà tôi đi làm lại. Một số người thì người ta lại không muốn cái bỏ nghề tay trái. Có một số người người ta ở nhà, người ta làm việc với một cái sở làm nào đó. Khi người ta làm được song song việc này và người ta có thời gian, người ta làm thêm một cái nghề tay trái. Và cái nghề tay trái người ta kiếm được nhiều tiền song song bên cạnh với cái nghề mà chính của người ta. Một số người ta kiếm nghề tay trái, người ta còn kiếm nhiều tiền hơn cái nghề chính nữa. Thành ra hiện nay thì khi mà kêu người ta quay trở lại chỗ làm, người ta không muốn, tại vì người ta hiện nay người ta làm 2-3 job mà job nào cũng tới rất là nhiều tiền và người ta có thể người ta handle được cái công việc người ta ngay tại nhà luôn. Thành ra người ta không muốn đến chỗ làm. Cái đó là Lê Thái chỉ nói về cái số đông những người người ta rất là ham công việc và người ta muốn làm ở nhà bởi vì nó tiện ích cho người ta. Lê Thái không nhắc đến một số người vì lý do lười biếng và ăn tiền trợ cấp của chính phủ để mở nhà. Hiện nay thì một số người bạn của Lê Thái mở tiệm nail, người Việt mình có nói, Lê Thái nói thẳng luôn, một số chủ tiệm nail người ta tìm thợ rất là khó hiện nay. Và quý vị nào mà chúng ta mà có người nhà ở làm tiệm nail chúng ta biết. Có nghĩa là khi mà quý vị ở nhà, một số người thợ người ta ở nhà nhận tiền trợ cấp thất nghiệp một tuần 400 sướng quá. 4 tuần lên người ta được cả 1,000 mấy 2,000, người ta không phải làm gì hết mà được thời gian ở nhà. Thành ra người ta quá sướng đi, người ta không muốn đến cái chỗ làm. Và khi nào người ta bị cắt cái tiền đó thì người ta mới rụt rịch, người ta mới bắt đầu đi làm trở lại. Thành ra chủ tiệm nail hôm nay liên tục mấy tháng vừa qua than vãn rất là nhiều bởi vì kiếm thợ vô cùng khó. Thậm chí chủ tiệm nail phải ngồi xuống làm cho khách luôn. Mà kiếm thợ thì thợ giống như là ông hoàng bà chúa vậy. Nhiều khi là gọi điện thoại muốn nghỉ muốn đi tại vì người ta đã có tiền trợ cấp rồi. Thành ra đây là một cái vấn nạn mà chúng ta thấy rằng hiện nay nó là hậu quả sau đại dịch, đúng không chị Như Huyền? Cảm ơn Lê Thái rất là nhiều và đó là một trong những cái tin và một cái sự việc rất là được thống kê và đúng luôn. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Cà phê sáng cuối tuần phần 3 của chúng tôi. Quý vị giữ màn hình, Như Huyền và Lê Thái sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại của đài.